Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh ô tô xe máy Long Biên. Rất vui hôm nay tôi lại được giới thiệu đến anh em một mẫu xe rất là xịn sò dành cho các chị em cũng như là các anh em mới lái đi ở trong phố. Một mẫu xe nhỏ gọn nhưng mà phải nói là thật sự là tôi rất hài lòng về cái chất lượng mà mẫu xe này mang lại và những cái công nghệ mà cách đây khoảng tầm cỡ 7 năm rồi mà đến bây giờ nhiều mẫu xe có thể nói là rất là cao cấp chưa có cái tính năng này. Vâng, và ngay sau đây tôi sẽ giới thiệu chúng ta. Trên tay tôi đây là một chiếc chìa khóa, đó là đến từ thương hiệu Hàn Quốc. Vâng, và đây tôi giới thiệu cho các bạn, đó là một chiếc Chevrolet Sparkvan đời 2012 nhập khẩu Hàn Quốc. Và chiếc xe này được trang bị một tính năng rất tuyệt vời, rất xịn sò. Nó tính là tính năng khởi động máy từ xa, cách 3 đến 50 mét vẫn khởi động được. Đây, tôi sẽ khởi động máy này. Đó, máy đã nổ nhá các anh chị. Rất tuyệt vời. Với một thời tiết nắng nóng như thế này, và khi mà chúng ta ở nhiệt độ ở ngoài trời, ngoài đường đang nắng nóng khoảng tầm 40 độ, 37 độ, thì với nhiệt độ ở trong xe thì chúng ta biết rồi, sẽ cái tác động từ ở thân vỏ, từ ở kính nó dồn vào bên trong cái khoang động cơ của chúng ta, nó nóng hơn là cái nhiệt độ ở ngoài trời. Thế như vậy thì khi mà chúng ta đỗ xe ở chỗ râm hoặc chỗ nắng, thì khi chúng ta đang xong công việc, ta bước vào trong xe thì cái không khí nó rất là nắng nóng và rất là khó chịu, và chúng ta thường phải bật điều hòa và hạ kính. Thế thì cái mà nhà thiết kế, các kỹ sư của cái thương hiệu Chevrolet Spark này năm 2012 đã trang bị cho một công nghệ, đó chính là khởi động máy trước khi mà chúng ta bước vào bên trong khoang động cơ, và điều đặc biệt nhất là điều hòa mát để chúng ta vào thưởng thức cái không gian mát lạnh ở trong khoang lái. Và cái hay hơn nữa là chúng ta cũng có thể tắt máy trên chiếc chìa khóa này. Tắt điểm vào đây. Đó, máy đã tắt ạ. Vâng, và sau đây chúng ta sẽ đi nhìn sơ qua, tổng quan về chiếc Chevrolet Spark này. Với cái mẫu thiết kế thì tôi nói là thật sự nó vô cùng đẹp. Một cặp đèn quả xoài cực kỳ là bắt mắt. Chiếc xe này là mang biển số 99D1-01176. Về thân hình của em nó thì có những cái đường nét rất là gân guốc, sắc cạnh, mang cho chúng ta một cái tính rất là mạnh mẽ, rất là thể thao. Chúng ta có thể nhìn thấy đây, trải dài suốt từ cánh cửa phía hậu và ăn ra đến phía đuôi. Chạy vòng theo một cái đường viền, ăn ra đằng sau và lại sang vòng cửa bên kia, là một đường gân chạy mượt mà rất đẹp. Tiếp theo ở phía bên dưới đây, phía dưới đây là một cái điểm, cái hốc, tạo một cái cảm giác nó rất là khỏe, rất là mạnh mẽ, rất là thể thao. Và cái thiết kế của chiếc xe này thì như cái tập trước chúng ta đã nói về một chiếc Chevrolet Spark, thì cũng cái thiết mở cửa trên này. Tôi đang khóa mở cửa trên đây. Nhìn giống như là một mẫu xe thể thao hai cửa, rất tuyệt vời. Bên đây thì chúng ta thấy là trải dài một đường gân guốc từ trên xuống, chạy một đường gờ cực kỳ đẹp trên nắp capo và cặp đèn ở hai bên hông. Và điều đặc biệt nhất là chiếc đèn này ấy, thì nó cho chúng ta vẫn là trang bị bóng halogen thôi. Thế nhưng mà bên trong này là một cái mắt gương cực kỳ là sáng, có độ phản chiếu ánh sáng cực tốt cho chúng ta di chuyển các đường xa và dài. Thì đây là bóng đèn GMI, cũng là bóng đèn xi nhan để bóng nguy hiểm. Và cái chiếc 2012 nhập khẩu này thì được trang bị nó là một cái cặp rửa kính chắn gió của khoang lái trực tiếp trên nắp capo này, cho cái độ phụt nước lên nó lan rất là rộng, và cái phần mà cần gạt mưa này cũng gần như là hết cái ống kính của chúng ta. Vâng, và về phần bên cánh cửa bên lái thì chúng ta nhìn thấy rồi, từ phía xa thì đây là cái kính này là kính là dán nguyên bản từ phía từ bên Hàn Quốc, người ta đã dán kính sẵn rồi, chứ về Việt Nam này chưa có độ dán gì cả. Thì nó mặc là một, từ xa chúng ta nhìn nó là một màu đen đồng
bồng bộ từ đằng trước ra sau, nhìn rất là khỏe khoắn, thể thao rất là đẹp. Và chiếc xe này đã được trang bị một bộ mâm la răng đúc, bốn bánh. Đều là la răng đúc cả. Về phần đằng sau, thì cục đèn hậu chúng ta có thể nhìn thấy đây là một cục bố trí rất là đẹp. Đó, hai cái mắt đèn xích lên chạy từ dưới phần đuôi của xe ăn lên phần thân sườn, ăn ngang phần kính, nhìn rất là khỏe khoắn thể thao và được trang bị cụm cần gạt mưa phía sau. Và chiếc xe này thì chúng ta mở cốp không cần đến phải chọc chìa vào đây, chúng ta có thể là mở khóa, chúng ta sẽ mở trực tiếp vào đây lên, rất là đẹp, rất là tiện lợi cho chúng ta. Vâng, và sau đây thì tôi muốn giới thiệu thêm về cái phần độ an toàn của chiếc xe này. Thì chiếc xe này đã được trang bị về hệ thống là phanh ABS chống bó cứng. Phanh ABS. Đằng trước là hai phanh ABS nhựa tản nhiệt và đằng sau thì là phanh tang chống. Chiếc xe này thì đăng kiểm còn khá là dài, đến tháng 7 của năm 2020, tức là còn cho chúng ta khoảng tầm 1 năm nữa. Vâng, và ngay sau đây thì tôi sẽ nổ máy khởi động. Vâng, đây là khoang động cơ của chiếc Chevrolet Spark nhập khẩu 2012. Và ngay bây giờ là tôi đã khởi động máy và điều hòa đang khởi động, nước gió đang chạy ở nước số 2. Và đây là khoang động cơ này là được trang bị 4 máy, động cơ là 1.0. Đó. Thì bên trong khoang động cơ này chúng ta có thể nhìn thấy đây, từ những cái chi tiết nhỏ nhất của chiếc xe là nguyên bản tuyệt đối, không mất một con ốc nào có vết, chúng ta có thể nhìn rõ đây. Từ những con ốc này, tất cả những con ốc nhỏ nhất vẫn còn chấm sơn nguyên bản nhé, ốc mặt máy. Những ốc mặt máy này vẫn chấm sơn nguyên bản hết. Đó, chúng ta thấy không ạ? Tất cả dàn ốc mặt máy vẫn nguyên bản chấm sơn, không một con ốc nào nhấc ra cả. Đấy. Máy cực kỳ sạch sẽ, đẹp. Chiếc xe này chạy với khoảng tầm 8 vạn. Bởi vì lăn bánh về Việt Nam là 2016. Đấy, chính vì vậy mới chạy có 3 năm ở Việt Nam. Chiếc xe cực kỳ là mới, cực kỳ chất, đẹp. Đây, và chúng ta nhìn quan sát ở bên tay của tôi đây. Thì tất cả các xe được trang bị hệ thống phanh ABS thì đều được gắn một cái cục phanh ABS ở đây. Đó, có chữ ABS đây. ABS. Đó. Thì đều nằm ở phía bên tay phải của thân xe, tức là bên phụ đấy. Đó, đây là bộ phanh ABS. Và chiếc xe này được trang bị bóng khí vô lăng. Rồi, chúng ta đã nhìn qua về khoang động cơ. Và sau đây chúng ta, tôi sẽ giới thiệu đến chúng ta là nhìn sơ qua. Tôi cam kết với tất cả các anh chị, đây là một chiếc xe nguyên bản tuyệt đối, không mất một phân keo chỉ nào. Đấy, chúng ta có thể nhìn đây, chi tiết nhỏ nhất từ những cái phần keo chỉ của nắp capo. Và xe Hàn Quốc thì chúng ta biết rồi, tất cả các xe Hàn Quốc thì đều có nhập khẩu, đều có những cái miếng ở đây là miếng cách âm rồi chống ồn rồi là cách nhiệt. Đó, rất tuyệt vời. Đây là tem của nhà sản xuất, có tất cả các thông số trên đây. Bên này cũng vậy, keo chỉ zin, bốn cánh cửa đầu đít trước sau, cột kéo nguyên bản. Vâng, và chúng ta bây giờ sẽ đi vào các cánh cửa của xe. Chevrolet Spark van thì chúng ta biết rồi, đã gọi là dòng van, là trang bị là bán tải, là dòng xe hai chỗ và bên sau là khoang chứa hàng. Thì nội thất con này là đã được là lên là nội thất da. Và cánh cửa chúng ta thấy đây, tất cả các phần keo chỉ, cột kèo của em của nó là nguyên bản tuyệt đối, không mất một phần keo chỉ nào. Đấy, tất cả từ những cái gioăng này chúng ta có thể nhìn này, gioăng cao su nguyên bản theo xe. Một chiếc xe mà có thể là chạy nhiều thì những cái gioăng này do chúng ta cứ đóng cửa rồi mở cửa thì nó sẽ có cái tác động, nó là bị dập cái gioăng. Nhưng mà cái chiếc xe này nó đẹp từ những cái phần gioăng nhỏ nhất này, không một cái gioăng nào bị dập, bị vỡ, bị nát cả. Và đây là về cái phần mà dàn đinh. Đó, đây là cái dàn đinh kẹp của em nó về cái phần thân. Thì chúng ta có thể thấy
quan sát kỹ này, tất cả những cái dấu đinh của nó cực kỳ đẹp, hơi bẩn một chút thôi, thế nhưng mà để mà rất là đều đẹp, không một lỗi gì nhỏ nhất, không một lỗi dù là nhỏ nhất. Và đây là phần cột, phần cột của chúng ta nhìn cực kỳ đẹp, không có bị một tí nào gọi là bị han gỉ mọt hay là sao cả. Đây là sơn zin nhá, sơn zin 100%. Chiếc xe này thì là 90% là sơn zin tuyệt đối. Và chúng ta có thể thấy đây, một cái chiếc xe mà chúng ta mở nhiều ấy thì cái làm khóa này thì nó sẽ bị mòn, bị vẹt đi rất là nhiều. Nhưng đây một chiếc xe chúng ta có thể thò tay nó sờ tròn trịa, không có bị một vẹt một tí nào cả. Và bên đây là cái tem của nhà sản xuất vẫn nguyên ở trên này, tem zin, thông số kỹ thuật, rồi những gì đó thì tiếng Hàn Quốc đây vẫn nguyên bản hết đây. Năm 2012 đây, sản xuất năm 2012 đây, chúng ta nhìn thấy không ạ? Và đây là có cái mã QR, chúng ta chỉ cần bật cái chế độ quét mã QR ở trên này lên ở trên điện thoại chúng ta, và chúng ta quét đây là ra luôn thông số kỹ thuật của xe này. Đó. Đây là thông số với lốp này, nguyên bản của nhà sản xuất. Đó. Và chúng ta xem quan sát luôn cái táp ly ở đằng trước của chúng ta ở đây. Chiếc xe này thì táp ly có thể nói là cực kỳ đẹp. Đó. Từ những cái tay mở cửa, táp ly không có một xước xát hay là bị làm sao cả. Đó. Chiếc xe này thì vẫn là chỉnh gương bằng cơ, và có lên kính cửa bên đằng trước là bằng điện, hai cửa sau là quay tay. Dàn kính những nguyên bản theo xe hết, tất cả đây đều 2012 đây, đều là có cái tem logo ở đây. Vâng, vào đây là chúng ta sang cánh cửa phía sau. Cánh cửa phía sau thì chúng ta có thể thấy là nguyên bản từ những cái nẹp, đây là từ những cái thanh sắt nguyên bản. Bởi vì sao ạ? Vì là nhà sản xuất người ta đã thiết kế là cái khoang đằng sau là để chúng ta có thể là chở một ít đồ hành lý hay là văn phòng phẩm, thì để tránh việc là vỡ những cái kính này thì là đã làm thiết kế luôn là hai cái thanh sắt để chống vỡ kính ở đây, rất là khỏe đẹp. Đấy. Đằng sau thì chúng ta lên kính xuống kính bằng cơ, rất là mượt mà, mọi chức năng của xe hoạt động đều là hoàn hảo. Và đằng sau cũng vẫn có một cái tính năng giống như là những cái xe du lịch, đó là khóa chốt cửa trẻ em. Đó. Lóc này, trẻ em này, lóc. Đó. Chúng ta thấy không ạ? Đây là cái biểu tượng trẻ em. Đây là mở cửa, trên này là lóc khóa cửa. Đó. Thì ngồi trong không mở cửa được. Tính năng cực kỳ hay. Mà phải nói là những tính năng đấy là đều nằm ở trên những cái xe du lịch mà hạng sang. Và đây chúng ta nhìn có thể là chi tiết sâu từ những cái cánh cửa sau chúng ta thấy này. Những cái xoang, những răng chạy dài theo xe không bị dập vỡ một chút nào cả, keo chỉ zin nét không một phân nào bị mất cả, cam kết không một lỗ nhỏ, không đâm đụng, không ngập nước, bán bảo hành cho quý khách có này 8 tháng. Chúng ta quan sát về phần cốp ở phía sau. Tại sao tôi nói một chiếc xe cực kỳ chất và đẹp, chúng ta có thể quay lại đây một chút. Đây ạ, tất cả dàn kính của em nó không mất một kính nào, cho dù là bị xước hay bị diệng. Đấy, tem sản xuất của nhà sản xuất vẫn gắn nguyên ở trên này. Đó, dưới này là có cái logo ngày tháng năm sản xuất luôn. Và sang cái phần kính sau này, kính sau này thì chúng ta đã thấy này, tất cả các cái xe ấy, của Hàn Quốc nhập về ấy, thì đều có một cái dàn chữ nhỏ mờ ở trong này. Đó, là chữ Hàn Quốc, kỳ đẹp. Xe thì đã được trang bị là một camera lùi, camera lùi. Cốp chúng ta lên bằng hai cây thủy lực nhẹ nhàng. Đấy, chúng ta nhìn thấy cái ngàm khóa ở phía trước của chúng ta đây còn rất là đẹp, không có một vết nào gọi là can thiệp từ cái dụng cụ để mà tháo rỡ cả, từ cái ngàm khóa sau. Đây là khoang sau của em nó, vừa là để chở hàng, rồi chúng ta có thể lắp một dàn ghế ở đây để đi, rất là ok. Và bên trong chúng ta chỉ cần mở kính thôi là nó rất là mát rồi, bởi vì là kính đã được dán từ bên Hàn Quốc. Vâng, và đây thì tôi sẽ giới thiệu sơ qua về cái phần chỉ cái phần kẹp của đuôi. Tôi bóc cao su ra, chúng ta có thể nhìn này, chạy thẳng tắt tất cả hai bên nhé anh chị, không có chỗ nào bị mọt hay bị han gỉ, hen gỉ gì cả. Bởi vì đúng rồi, cũng không thể nói về vấn đề han gỉ, vì một chiếc xe quá mới 2012 về Việt Nam lăn bánh 26, chạy hơn 8 vạn. Thì chiếc xe đã được trang bị một cái nệm da này ở trên để chúng ta có thể là để đồ cho nó êm. Và phía dưới này là một lớp da lót này. Và đây là một chiếc lốp sơ cua. Thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là cái khoang để mà chứa cái lốp sơ cua ở phía sau. Thì phải nói là thôi rồi, đẹp. Đã được dán cái miếng chống ồn ở đây, cực kỳ tuyệt vời. Và đây chúng ta có thể nhấc cái lốp sơ cua lên cho các anh chị xem luôn. Chiếc lốp sơ cua này anh chị nhé, là nguyên bản tuyệt đối mà chưa một lần lăn bánh ở trên đường.
tất cả các cái râu ria của rốt vẫn còn nguyên bản, nguyên vẹn hết. À, chúng ta nhấc ra ngoài, chúng ta xem nó dễ. Đây ạ. Đây ạ. Lốp sơ cua nguyên bản sau xe. Những cái chỗ xước này là do để nó cọ sát với cả cái phần khung thì nó bị xước thôi, nó bị chảy xước thôi. Đấy, lốp này chạy maximum là được 80 km/h chạy trên đường. Đấy, khi nếu chẳng hạn như các cái quả lốp chính của chúng ta bị hỏng, bị xịt lốp thì chúng ta nhấc lốp này vào. Thế nhưng phải nói là chiếc lốp này cực kỳ là đẹp, nhỏ. Đấy, chúng ta có thể nhìn này, các cái đường khe rãnh vẫn nguyên bản hết, tất cả các cái râu ta lông này vẫn nguyên, tức là gần như là chủ xe chưa bao giờ lắp vào xe để chạy trên đường cả. Thế cho nên là một chiếc lốp nó đẹp như này. Đấy, tất nhiên là tôi cũng chưa có rửa những cái này cho nên là vẫn còn bẩn bụi. Vâng, và chúng ta sẽ đi vào cái phần đựng lốp ở đây. Đây được trang bị những đồ nghề thì vẫn còn khá là nguyên bản hết. Tay công, tay rồi kích, rồi là những cái giữ phụ liệu của nó nguyên. Đó, đây là cái phần mà đựng thân lốp của nó, em nó này. Cực kỳ đẹp. Được không ạ? Đó. Nguyên bản tuyệt đối, không có mất một lỗi lầm nào cả. Không có bị chỗ nào bị hoen gì, bị mục mọt cả. Còn về cái phần gầm bệ của em này thì phải nói thật với cả các anh chị là không, cực kỳ tuyệt vời. Tại vì sao ạ? Bởi vì là gầm bệ của 2012 lăn bánh 2016 thì phải nói là rất chắc chắn, khung sườn gầm bệ cực kỳ chắc chắn và khỏe. Đây ạ. Chúng ta có thể là quan sát đây. Đây là hai cái thanh babune. Hai thanh babune bên lái và bên phụ, thì đây là bên phụ. Chúng ta quan sát này. Cái phần nhựa ở đây ạ. Cái phần sơn đây, sơn đây vẫn là sơn sần nguyên bản theo nhà sản xuất, vẫn còn nguyên bản sần này. Còn nếu những cái thanh này đã sơn bóng rồi thì đó là xe đã tốt lại, sơn lại rồi. Đấy, sơn sần cực kỳ đẹp, gầm bệ cực kỳ chắc chắn, bởi vì mới lăn bánh ở thị trường Việt Nam là 4 năm thôi. Đó. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ quay sang cánh cửa phía sau. Tôi giới thiệu về cánh cửa phía sau đây thì tất nhiên là nó nguyên bản tuyệt đối hết rồi. Thì cũng chẳng có gì phải xem nữa. Đấy, cánh cửa bên phụ. Thông số kính này, táp ly này, cực kỳ đẹp này. Lên xuống kính của bên phụ này. Đấy, ngàm mở khóa này. Đấy, dán ốc cánh cửa thì nguyên bản hết tuyệt đối, chưa một cánh cửa nào nhấc ra, cho nên là tất cả những ốc cánh cửa này anh chị nhá, là không có một con ốc nào có vết cả. Đây ạ. Còn về phần kẹp của em nó này, móc cái răng ra với dàn đinh của em nó không? Muốt mắt. Đẹp. Đúng không ạ? Vâng, và sau đây thì tôi sẽ vào bên trong khoang lái của em nó để chúng ta sẽ xem những tính năng hoạt động của Chevrolet Spark này như nào. Không gian ngồi có thể nói là rất thoải mái cho người lái cũng như là người ngồi bên cạnh đây, cho ra cái khả năng để mà đánh lái rất là rộng rãi, dễ, thoải mái. Được trang bị một bệ tì tay, và một bệ tì tay này thì bên trong này có cả một cái hốc để chúng ta có thể đựng đồ, thậm chí để được cả một chai nước vào đây, vẫn thoải mái, rất là ok. Và phía đằng sau này thì còn có một cái chỗ để đựng chai nước nữa, một chai nước nhỏ ta thể đựng vào đây. À, cũng rất là ok dành cho người ngồi sau. Đó. Và cũng được trang bị hai cổng sạc ở phía sau, hai cổng USB cho người ngồi sau hoặc là để các cái đồ ở phía đằng sau, rất là ổn. Và được trang bị ở đây là một cái đường tẩu châm thuốc. Cái này chúng ta có thể là để lắp camera hành trình, rồi châm thuốc, rồi là dùng cái để mà chúng ta bơm lốp, máy bơm lốp. Rồi, tôi sẽ nổ máy em nó lên. Vâng, và máy đã khởi động. Chiếc xe thì khi mà chúng ta bật khởi động lên thì nổ máy lên thì nó sẽ có tất cả các hệ thống đèn báo ở trên này. Tất cả hệ thống đèn báo. Xe thì là đã trang bị màn hình, camera lùi, hệ thống phanh ABS. Thì khi chúng ta tắt máy này, khi chúng ta mở máy lên, chúng ta mở máy lên thì trên này sẽ có đèn hiển thị ABS và bóng khí. Đó, và lên đèn AT. Đây, chúng ta sẽ nhìn lại một lần nữa này. Đây là đồng hồ của em nó này. Thì khi bắt đầu khởi động này,
cái đèn báo cánh cửa là cánh cửa chưa đóng nhá, đóng cửa vào. Rồi bây giờ bắt đầu mở lên này. Đó thì đây chúng ta có thể thấy đây, bên trái ngoài cùng là bóng khí, đèn trích lỗi, rồi tất cả các cái hệ thống đèn khác nữa. Bên này là đèn báo dầu, đèn phanh và đèn ắc quy. Và giờ tôi sẽ khởi động lên. Đó, khi chúng ta khởi động lên thì ở đây là báo bóng khí đã hoạt động, đèn bóng khí đã hoạt động, nhưng với điều kiện là phải thắt dây an toàn. Và đây là đèn phanh, và tôi sẽ hạ phanh tay xuống là tất cả không còn một cái đèn đỏ nữa, đúng không ạ? Đồng hồ đã lên hoàn thiện hết rồi. Bên đây chúng ta thấy đây là vòng tua máy này, thời gian này. Đó, và rất nhiều các cái thông số kỹ thuật khác. Bên trong này thì là cái da của em nó rất là xịn sò. Đấy, bên trong cái phần da của em nó rất là xịn sò, cầm nó rất là mềm. Đấy, bóp ra được, lún nó được. Đấy, túi khí trang bị vô lăng rất an toàn cho người lái. Túi khí trang bị vô lăng đây. À, số tự động nhé các anh chị. Số tự động thì chúng ta có thể nhìn cái củ số này. Củ số nó thật sự nói là cực kỳ là đẹp. Gai, sờ, gai, tay, sần sùi. Đó. Rất là dễ dàng cho các chị em lái ở trong nội đô, hoặc là các bạn luyện tay lái đi trước này tuyệt vời luôn. Đó. Điều hòa thì tôi đang bật ở nấc số 2, cực kỳ là lạnh. Nấc hướng gió và chiều lạnh, bên này chiều nóng. Đây là xây kính. Gió trong, gió trong. À, vâng, à, và về phía trần, phải nói là cái thời tiết như này thì chúng ta thấy là một chiếc xe này đã đồng bộ về từ cái tay nắm vô lăng đến phần ghế da. Và điều đặc biệt nhất là xe đã được trang bị một cái trần da cực kỳ đẹp, trần da 3D quả chám màu đen thêu chỉ đỏ, rất sang trọng, rất khỏe, và nó cho chúng ta cái sự cách nhiệt cực kỳ tốt với một cái thời tiết nắng nóng. Ở ngoài trời khoảng tầm 37-38 độ thì chúng ta có một cái trần mà được bọc da như này thì nó là thật sự rất là an tâm cho cái việc mà di chuyển. Nó chống ồn rất là tốt, đặc biệt nhất là trời mưa khi chúng ta chạy cao tốc tốc độ khoảng tầm 100-90 thì cái tiếng mà hạt mưa nó dội vào cái nóc ấy, thì nó khá là to. Thế nhưng mà có một cái lớp trần như này để mà cách âm thì cũng rất là tuyệt vời. Bởi vì là nguyên bản ấy là trần nỉ. Đấy, nhưng đây là đã được bọc thêm, độ thêm một lớp trần da lên, vừa sạch đẹp sang trọng và lại cách âm rất là tốt. Vâng, rất là chân thành cảm ơn tất cả các anh chị cũng như các bạn đã xem hết video của tôi đến giờ phút này. Vâng, anh chị thấy video này hay, hãy nhấn đăng ký kênh và chia sẻ video này đến nhiều người. Cảm ơn các anh chị đã đồng hành cùng với tôi trong xuyên suốt thời gian qua. Vâng, tôi là Thẩm Thức Quyết, chuyên mua bán trao đổi ký gửi các dòng ô tô xe máy đã qua sử dụng tại địa chỉ 560 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách gần xa. Vâng, và bên cửa hàng tôi bán ra thì luôn có những gói bảo hành dành riêng từng mẫu xe một. Và anh chị hãy gọi cho tôi nhé, với số điện thoại 0365639999 và số Zalo 0975235684. Vâng, xin chân thành cảm ơn, rất hân hạnh được phục vụ quý khách gần xa. Xin chào và hẹn gặp lại.